rồi ạ. Xin mời trân trọng kính mời các ban đại diện cho hai bên gia đình sẽ tiến lên phía sân khấu ạ. Và những quý vị quan khách của chúng ta cùng nhau hướng mắt ra phía cổng chuẩn cổng duyên hôn, cùng nhau nở một tràng pháo tay thật to chào đón các ban đại diện hai bên gia đình đến được không ạ? Vâng ạ, chúng ta hãy vỗ tay thật to đi ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin mời các bác đại diện cho bên phái đoàn nhà trai, chúng ta sẽ đứng sát chú rể Quảng Lập, và các bác đại diện cho phái đoàn nhà gái, chúng ta sẽ đứng sát cô dâu Nguyễn Ngọc của chúng ta. Xin mời các bác ạ. Rồi, kính thưa thể quý vị và khách quý thân mến, kính thưa thể duyên hôn thân mến, trên sân khấu của chúng ta có đầy đủ cô dâu chú rể của các bác đại diện hai bên gia đình rồi. Và sau đây thì còn đỏ lòng cảm ơn với thể quý vị và khách quý trong duyên hôn ngày hôm nay. Khánh Du xin trân trọng kính mời chú rể Quảng Lập và cô dâu Nguyễn Ngọc sẽ tiến lên một bước nhỏ và quý chào toàn thể quý vị và khách thân thương và quý mến của mình. Và sau đây, vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể quý chào toàn thể quý vị và khách ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, những tràng vỗ tay của quý vị rồi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ạ. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy lùi xuống một bước ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, còn khách quý thân mến, có thể đúng là yêu và được yêu. Đó là một món quà vô giá của số đã ban tặng cho chúng ta. Và để rồi cô dâu chú rể của chúng ta sau những năm tháng mỏi mòn mong đợi chờ, để rồi có được ngày hôm nay chú rể Quảng Lập rất là hạnh phúc có đón được cô dâu Nguyễn Ngọc về với gia đình của chú rể phải không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, còn khách quý thân mến, sau những năm tháng quen biết tìm hiểu được sự hợp tác, được sự cho phép nhất trí của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép nhất trí của chính quyền sở tại. Kính thưa quý vị, quan khách quý thân mến, hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2019, tức ngày 21 tháng 5 kỷ hợi, buổi lễ thành hôn của đôi trẻ chú rể Quảng Lập Sánh Xuyên cùng cô dâu Nguyễn Ngọc chính thức được bắt đầu ạ. Vâng ạ, những tràng vỗ tay của quý vị và khách rồi ạ, hãy dành một tràng pháo tay thật to nữa không ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay, những tràng nhạc, những tràng pháo rồi cũng đã minh chứng rằng đôi bạn trẻ của chúng ta buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đã chính thức bắt đầu rồi. Kính thưa quý vị, quan khách quý thân mến, quả thật đúng là ông cha ta ngày xưa có câu nói rằng trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, đôi chúng mình chọn kiếp bên nhau, lập về quốc tất trồng rau để ngọc vun sới vườn rau lập trồng, đồng đồng thì tất cả biển đông, tình chồng nghĩ vợ như sông Hồng Hà, đắp xây chung một mái nhà, tình yêu chọn kiếp mặn mà kể từ buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quan khách quý thân mến, một lần nữa thì Khánh Du thay mặt trai bên gia đình xin được kính chúc toàn thể các quý cụ ông thì sống lâu trăm tuổi, mà các quý cụ bà thì sống đến đầu bạc răng long, quý cô quý bác quý anh chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai, quý cậu quý mợ quý hai chúc cho lời chúc ngày mai lắm tiền, các bạn nam thanh lấy được vợ hiền, các bạn nữ tú lấy được chồng liền ngày hôm sau phải không ạ? Và chúc cho các cháu nhỏ lau thâu, chúc cho các cháu ngày sau nên người, cuộc sống luôn rộn rã tiếng cười, luôn đạt điểm 10 ở mọi nội dung. Kính thưa quý vị, quan khách quý thân mến, trong ngày vui nhất của chú rể và cô dâu ngày hôm nay, chúng ta không thể thiếu được những lời dặn dò của hai bên gia đình gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta phải không ạ? Cũng như những lời cảm ơn của hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi duyên hôn ngày hôm nay. Và sau đây Khánh Du xin trân trọng kính mời một bác đại diện cho hai bên gia đình cũng sẽ những lời phát biểu tâm tình gửi tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi chuyện ngày hôm nay. Và Khánh Du xin trân trọng kính mời một bác đại diện cho phái đoàn nhà gái ạ. Vâng ạ, xin mời một bác ạ. Vâng ạ, xin mời một bác ạ. Tôi xin chân thành giới thiệu, tôi là bố của cô dâu, rất chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của gia đình nhà trai, rất tiếp ơn đồng hậu của phái đoàn gia đình nhà gái, tôi không biết nói gì hơn, rất chân thành cảm ơn mọi người. Rồi ạ, những tràng vỗ tay thật to của quý vị rồi ạ, nồng nhiệt lên đi ạ. Vâng, kính thưa thì quý vị, quan khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa nghe những lời phát biểu tâm tình của một bác đại diện cho phái đoàn nhà gái cũng như lời gửi tới tỉnh chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho phái đoàn nhà trai cũng như lời phát biểu tâm tình gửi tới tỉnh quý vị cũng như những lời gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Xin mời một bác. Alo. Số chiếng số mày số em xuống bò xuống mày thì chỉ có con mình đi đó cả lại đó làm hương đó cả sáu hà này mình đi bên chân mình sẵn bên chép mưa đẹp chép ngon đó tỏ nó đua tỏ mưa hơn mai rào
bác cứ ngài bác em bác nông lung chung phủ cho con mà ý nó muốn mà bó đồ tròn lá nó cờ xó chúc sức khỏe số ngài giúp em và bác cờ hào hán khăn manh hết cho phủ cho con nữa. Vâng ạ, những tràng pháo tay của quý vị có khách rồi ạ, một tràng pháo tay thật to nữa là không ạ. Vâng ạ, xin chân trọng cảm ơn những lời phát biểu tâm tình của bác đại diện cho bên gia đình nhà cha phải không ạ. Và kính thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta nghe những lời dặn dò rất là tâm tình từ hai bên gia đình gửi tới cho cô dâu chú rể cũng như gửi tới thể quý vị quan khách trong buổi diễn hôn ngày hôm nay. Và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau tiến về phía bàn tiệc phía bên trái sân khấu của những người làm chương trình chúng tôi. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể hãy nắm chặt tay nhau và tiến về phía bàn tiệc phía bên trái sân khấu chúng tôi ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Và sau đây xin mời cô dâu Nguyễn Ngọc sẽ cầm chai rượu thứ nhất lên ạ. Xin mời cô dâu ạ. Vâng, xin mời cô dâu Nguyễn Ngọc hãy sóc chai rượu thứ nhất thật mạnh trước ạ. Vâng ạ, thưa cô dâu thân mến, cô dâu xin mời cô dâu hãy sóc chai rượu thứ nhất thật mạnh lên đi ạ. Vâng ạ. Vâng, kính thưa thì quý vị quan khách khách quý thân mến, chai rượu đang trên tay của cô dâu đó chính là chai rượu của hạnh phúc, chai rượu của tình yêu. Bây giờ rồi chỉ còn vài giây phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng được chứng kiến cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chung tay rót những ly rượu hồng, ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu đến trên tháp ly rượu của những người làm chương trình chúng tôi. Vâng ạ, xin mời cô dâu hãy xé system made in Việt Nam ra ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu hãy vặn và mở chiếc khóa sắt ra trước ạ. Vâng ạ, cô dâu hãy dùng ngón tay cái của mình để khui chiếc nắp chai rượu sâm banh của chúng ta để xem nắp chai rượu của sâm banh của cô dâu có bay ra tung nóc nhà giàu của chúng tôi không ạ. Xin mời cô dâu ạ. Vâng ạ, hãy mạnh lên đi ạ. Vâng ạ, rất thành công phải không ạ. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng chung tay rót đến tháp ly rượu của chúng tôi. Xin mời ạ. Dạ vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, theo phong tục của người phương Đông chúng ta, những ly rượu dành cho nhau là những thứ tình cảm chúng ta để dành cho nhau. Để rồi ngày hôm nay cô dâu Nguyễn Ngọc và chú rể Quảng Lộc chúng ta đã chung tay rót đến tháp ly rượu. Để rồi những dòng rượu hồng đang chảy trên tháp ly của chúng tôi đó chính là những tình cảm của cô dâu và chú rể sẽ chảy mãi trường tồn theo thời gian phải không ạ. Và sau đây xin mời chú rể Quảng Lộc sẽ cầm chai rượu thứ hai lên ạ. Vâng ạ, chú rể hãy sóc chai rượu thứ hai thật mạnh đấy nhá chú rể nhá. Vâng ạ, xin mời chú rể ạ. Dạ vâng, kính thưa thì quý vị quan khách khách quý. Dạ vâng ạ, và chai rượu đang trên tay của chú rể Quảng Lộc đó chính là chai rượu hiếu, chai rượu nghĩa. Để rồi ngày hôm nay có được chú rể và cô dâu đó chính là công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của các bác hai bên gia đình phải không ạ. Xin mời chú rể hãy xé chiếc tem made in Việt Nam ra đi ạ. Vâng ạ, chú rể hãy tháo mở chiếc khóa sắt ra. Vâng ạ, rất thành công phải không ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy chung tay rót lên 8 ly rượu trên bàn tiệc ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, quả thật đúng là chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Để rồi có ngày hôm nay đó chính là công ơn sinh thành của hai bên gia đình đã sanh thành dòng ra cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều hôm nay không ạ. Xin mời cô dâu chú rể hãy rót phần rượu còn lại đến tháp ly của chúng tôi ạ. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ nâng ly rượu lên cho các bác đại diện hai bên gia đình. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, Khánh Du xin 5 phút của toàn thể quý vị quan khách đang ngồi phía dưới trên đôn phòng ạ. Khánh Du xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau bỏ những chiếc đôi đũa xuống để rồi các bác trưởng mâm hãy cùng rót đầy những ly rượu trên bàn tiệc của mình đi ạ. Vâng ạ, xin mời các bác trưởng mâm hãy rót đầy một ly rượu trên bàn tiệc để rồi chúng ta sẽ cùng nhau chung vui uống chén rượu này với cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình ngay ạ. Vâng ạ, một chén hạnh phúc ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiến đến để chạm đi với nhau. Xin mời các bác, xin mời cô dâu chú rể ạ. Vâng ạ, quý vị quan khách rồi ạ, các bác trưởng mâm đã rót đầy ly rượu của mình chưa ạ? Xin mời quý vị hãy cùng nhấc những ly rượu hạnh phúc, ly rượu của tình yêu lên trên tay để rồi cùng chạm ly với nhau. Hãy giúp xin được hô từ 1 tới 3 và toàn thể quý vị quan khách của chúng ta sẽ cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc, ly rượu tình yêu này. Xin mời cô dâu chú rể hãy đứng lên phía giữa sân khấu ạ. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy quay mặt vào nhau, tay cầm ly rượu hãy lồng vào nhau ạ.
Vâng ạ, quý vị ở phía dưới sân khấu chúng ta đã nâng ly rượu chưa ạ? Vâng ạ, rất nhiều quý vị chúng ta chưa rót rượu đâu ạ. Vâng ạ, chúng ta cùng nâng ly rượu ạ. Được chưa? Chúng ta cùng rót một rót thật to được không ạ? Vâng ạ, 1, 2, 3, rót 2, 3, rót 2, 3, uống 2, 3, can hào hắn đâu. Vâng ạ, Khánh Du xin trân trọng cảm ơn những ly rượu hạnh phúc, ly rượu tình yêu toàn thể quý vị quan khách đã dành tặng cô dâu chú rể và cũng như những ly rượu hiếu, ly rượu nghĩa của chú rể dành tặng đến hai bên gia đình. Và sau đây, Khánh Du xin trân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến đến để bắt tay với nhau để siết chặt mối tình thông gia của hai bên gia đình. Xin mời các bác ạ. Và thay mặt cho những người làm chương trình, Khánh Du xin được kính chúc mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Kính chúc hai bên gia đình, tình cảm của hai bên gia đình dành cho nhau sẽ luôn bền vững như ngày hôm nay. Và sau đây, Khánh Du xin trân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình sẽ cùng trở về từng bàn tiệc để chung vui với toàn thể quý vị quan khách của mình. Và cô dâu chú rể chúng ta sẽ nán lại sân khấu này trong giây lát ạ. Xin mời các bác đại diện hãy cùng nhau trở về từng bàn tiệc để chung vui với toàn thể quý vị quan khách của mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách, sự hiện diện của hai bên gia đình ạ. Vâng, kính thưa quý vị quan khách, khách quý thân mến, trên sân khấu chúng ta chỉ còn lại cô dâu chú rể và Khánh Du phải không ạ? Và kính thưa quý vị quan khách, khách quý thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một nghi thức rất tuyệt vời trong ngày hôm nay, và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trao cho nhau những món quà của hạnh phúc, món quà của tình yêu ngay trên sân khấu này. Và ngày hôm nay thì chú rể muốn tặng cô dâu chúng ta món quà gì ạ? Vâng ạ, chú rể từ từ nữa ạ, muốn tặng cô dâu một món quà gì ạ? Em muốn trao cho vợ em một chiếc nhẫn ạ. Vâng ạ, vậy thì chú rể cũng muốn cô dâu trao lại chú rể thêm một chiếc nhẫn được không ạ? Vâng. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tiến lên khoảng 2 bước đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, đang trên tay của chú rể Quảng Lập chúng ta đó chính là một chiếc nhẫn của tình yêu, chiếc nhẫn của hạnh phúc. Và để rồi, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, nói sơ qua về chiếc nhẫn, đó chính là một thứ vật, vâng ạ, không có điểm dừng và cũng không có điểm cuối. Để rồi ngày hôm nay, tình cảm của đôi bạn trẻ dành cho nhau cũng không biết từ lúc nào và sẽ luôn luôn bền vững về mai sau như những chiếc vòng tròn của nhẫn cưới, phải không ạ? Và sau đây xin mời chú rể hãy cầm tay cô dâu lên và hãy đeo lên tay cô dâu chiếc nhẫn cưới của chú rể đã chuẩn bị cách đây khoảng tầm 20 năm trước, phải không ạ? Và chú rể của chúng ta đã nhờ những bác thợ rèn giỏi nhất của Sơn La yêu dấu chúng ta nhịn ăn mì tôm trong 6 tháng để rèn nên những chiếc nhẫn cưới thật hạnh phúc, thật tuyệt vời đấy ạ. Và sau đây xin mời cô dâu sẽ trao lên tay của chú rể Quang Lập một chiếc nhẫn cưới cũng như tương tự ạ. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Quý thân mến, chúng ta vẫn đang được chứng kiến cặp đôi yên ương của chúng ta trao cho nhau những thứ tình cảm, những thứ chân thành nhất bằng những chiếc nhẫn cưới, những thứ không có điểm dừng và điểm cuối, phải không ạ? Vậy kính thưa quý vị quan khách, khách quý thân mến, và để tiếp theo chương trình trong ngày vui ngày hôm nay, chúng ta không thể thiếu được những món quà đến từ các bác hai bên gia đình, phải không ạ? Kính thưa quý vị quan khách, khách quý thân mến, và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời thân sinh của chú rể sẽ có những món quà thật ý nghĩa, thật hạnh phúc trao tặng lên cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, Khánh Du xin được trân trọng kính mời thân sinh của chú rể ạ. Vâng ạ, sẽ lên trao một món quà hạnh phúc, món quà của tình yêu dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời bác. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, thay mặt cho thân sinh của chú rể đó chính là mẹ của cô dâu Cà Thị Xiên có một món quà nhỏ nhỏ gửi cho cô dâu và chú rể chúng ta nhân ngày hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những lời nhắn con à, ngày hôm nay là ngày vui của hai con rồi, bố mẹ không có món quà gì hơn có một món quà nhỏ nhỏ gọi là động viên tình cảm cho hai con mà bố mẹ đã chờ những ngày này đã khá lâu lắm rồi. Để rồi ngày hôm nay bố mẹ đã có những món quà để trao cho con, chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc sống đến đầu bạc răng long và sớm sinh cho bố mẹ một quý tử, phải không ạ? Một lần nữa Khánh Du xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng chân thành của thân sinh của chú cô dâu chú rể ạ. Vậy xin được kính chúc bác sức khỏe ạ.
Vâng, bây giờ để quý vị, quan khách, khách quý thân mến hòa chung với không khí ngày vui nhộn nhịp của chú rể Quản Lập và cô dâu Nguyễn Ngọc trong buổi trưa ngày hôm nay, vợ chồng anh cả của chú rể cũng sẽ có một món quà nhỏ nhỏ gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời ạ, chị hãy thay mặt cho vợ chồng của anh cả của chú rể sẽ có những một món quà nhỏ nhỏ gửi tới cô dâu và chú rể với những lời chúc. Em à, ngày hôm nay thì cũng là ngày vui của hai em rồi. Anh chị cũng không có món quà gì hơn. Anh chị cũng đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi để trao cho hai em những món quà hạnh phúc, món quà của tình yêu và những lời chúc kính chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc sống đến với nhau đầu bạc răng long và sẽ luôn luôn là người anh người em tốt của nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những món quà, những tấm lòng của vợ chồng anh gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta. Thưa quý vị, quan khách, khách quý thân mến, ngày hôm nay Khánh Du được trở lại quê hương bản Cà Láp yêu dấu chúng ta để rồi cùng nhau chứng kiến, để cùng nhau sớm sắt cặp yêu vương chúng ta trong ngày vui nhất trọng đại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quan khách, khách quý thân mến, và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời kính mời chị gái của cô dâu và chú rể cũng sẽ có một món quà nho nhỏ gửi tới cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin mời chị gái của cô dâu và chú rể sẽ đem trao những món quà hạnh phúc, món quà của tình yêu ạ. Xin mời chị ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách, khách quý thân mến, ngày hôm nay chị gái của cô dâu và chú rể cũng không có một món quà gì hơn, có một món quà nho nhỏ gửi tặng cho cô dâu và chú rể, một món quà tuy nhỏ mà những tình cảm đã tràn đầy rồi. Chị cũng không có lời chúc gì hơn, chúc cho hai em trăm năm được hạnh phúc, chúc cho hai em sớm sinh quý tử. Và những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những món quà đến từ các bác thân sinh của hai bên gia đình, những món quà đến từ người anh cả, người chị gái của cô dâu chú rể đã dành tặng cho cô dâu và chú rể, và chúc cho cô dâu trăm năm hạnh phúc. Và những tràng vỗ tay của quý vị có cách rồi ạ, một tràng pháo tay thật to đi đâu không ạ. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách, khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa chứng kiến những món quà đầy ý nghĩa, món quà của hạnh phúc, món quà của tình yêu dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Vậy quý vị quan khách có muốn cô dâu và chú rể chúng ta tặng cho toàn thể quý vị một món quà được không ạ? Có không ạ? Vậy thì chúng ta muốn cô dâu và chú rể tặng món quà gì cho quý vị ạ? Vâng ạ, món quà gì ạ? Hôn ạ. Vâng ạ, chúng ta có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý cho một chàng vỗ tay thật to được không ạ? Vâng ạ, to hơn nữa đi ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Và trước khi đến với một nụ hôn này thì Khánh Du xin được hỏi chú rể Quảng Lập trong một hai câu. Chú rể Quảng Lập thân mến, sau này cô dâu Nguyễn Ngọc của chú rể sẽ được xinh đẹp thì mị nết na như bây giờ đâu. Thế tình cảm của chú rể dành cho cô dâu có đổi thay không ạ? Có không ạ? Dạ không anh ạ. Vậy thì tình cảm của cô dâu dành cho chú rể ạ? Có thay đổi không ạ? Không ạ. Dạ vâng, kính thưa tỷ quý vị, quan khách, khách quý thân mến, một câu hỏi của Khánh Du đính chính rằng vậy là tình yêu của đôi bạn trẻ dành cho nhau là không gì sánh bằng và sẽ không có một điều gì để thay đổi tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và chú rể Quản Lập thân mến, chú rể quen cô dâu Nguyễn Ngọc được bao lâu rồi? Lâu rồi anh ạ. Vâng ạ, lâu rồi thì đã bao giờ chú rể được hôn cô dâu chưa hay là toàn bị cô dâu hôn ạ? Em chưa được hôn bao giờ. Vâng ạ, toàn bị cô dâu hôn phải không ạ? Cũng chưa được hôn anh ạ. Chưa được hôn ạ. Vậy thì được chạm môi chưa? Chưa. Ôi dồi ôi, nhìn mặt sáng sủa phải, có vẻ nói dối nhỉ quý vị nhỉ? Quý vị có tin không ạ? Có tin không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xem nụ hôn của cô dâu dành cho chú rể có chuyên nghiệp không nhá. Nếu mà còn giang sở ấp a ấp úng thì quả thật là cô dâu chú rể chúng ta chưa hôn nhau thật. Nhưng mà nếu nụ hôn của cô dâu và chú rể rất là chuyên nghiệp thì cô dâu chú rể chúng ta đã từng hôn nhau rồi phải không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy làm theo hiệu lệnh của Khánh Du nhé. Và Khánh Du xin được phép xuống phía dưới sân khấu, dành lại sân khấu cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Để cho toàn thể quý vị quan khách có một cảnh quay thật là tuyệt vời giữa nụ hôn ngọt ngào giữa chú rể và cô dâu. Và trước khi
Xuống dưới sân khấu thì Khánh Du xin được hỏi cô dâu và chú rể thêm một lần nữa. À, chú rể Quang Lập thân mến, ngày hôm nay thì chú rể Khánh Du sẽ đưa ra 5 phương án để cho chú rể hôn nhá. Sau đó sẽ là đứng hôn, nằm hôn, ngồi hôn, quỳ hôn và ngủ hôn. Thì chú rể chọn phương thức nào ạ? Anh hỏi lại. Vâng ạ, đứng hôn, nằm hôn, ngồi hôn, quỳ hôn và ngủ hôn ạ. Vâng ạ, chú rể dùng phương thức nào ạ? Em thì như nào cũng được anh ạ. Vâng ạ, như nào cũng được ạ. Vậy thì bây giờ nhá chú rể nhá, ngay trên sân khấu này Khánh Du yêu cầu là một yêu cầu nhỏ nhỏ là cô dâu chú rể sẽ đứng hôn và tối về nhớ nằm hôn nhá, được không ạ? Được. Vâng ạ, quý vị có đồng ý không ạ? Vâng ạ, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nụ hôn ngọt ngào giữa cô dâu và chú rể của chúng ta. Và sau đây xin mời cô dâu Nguyễn Ngọc sẽ quay mặt về hướng chú rể Quang Lập. Xin mời cô dâu ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu quay mặt hẳn về hướng chú rể đi ạ. Và xin mời chú rể Quang Lập sẽ quay mặt về hướng cô dâu ạ. Vâng ạ, cả thân luôn đó chú rể chứ không phải mặt đâu ạ. Sau đây xin trân trọng kính mời chú rể Quang Lập sẽ đặt tay lên chỗ nào của cô dâu, chỗ đó vừa lồi lại vừa lõm nha chú rể nhá. Vâng ạ, sau khi thò tay ra đằng sau, chú rể suy nghĩ khoảng 3 giây thì vẫn chưa tìm được điểm lồi và lõm của cô dâu. Và chú rể chỉ nở trên môi một nụ cười ạ. Vâng ạ, quý vị có gợi ý cho chú rể không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể đặt hai tay lên ạ. Vâng ạ, sau những nụ cười rạng ngời rạng rỡ nhất dành lên đôi mắt của cô dâu thì chú rể đã tìm được chiếc eo của cô dâu. Quả thật đúng là chiếc eo thì cô chú đó vừa lõm phải không ạ? Nhưng chú rể chúng ta xoa tay đằng sau thêm một tí thì sẽ lồi lên đấy ạ. Và sau đây xin mời cô dâu hãy đặt tay lên chỗ nào của chú rể, chỗ đó giang ra thì cứng mà khi mà hạ xuống thì mềm. Xin mời cô dâu ạ. Vâng ạ, xin mời hai tay cô dâu ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các khách quý thân mến, sau một ít phút thì cô dâu cũng đã tìm được điểm dừng của đôi tay, đó chính là bờ vai của chú rể. Xin mời chú rể hãy kéo nhẹ cô dâu sát về phía mình một chút đi ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và các khách quý thân mến, chúng ta cùng được chứng kiến nụ hôn ngọt ngào giữa chú rể Quang Lập và cô dâu Nguyễn Ngọc. Nụ hôn khoảng cách 30cm từ môi cô dâu dẫn đến môi của chú rể. Và khi hôn, cô dâu chú rể nhớ hôn là dùng môi, tránh dùng răng, miệng không được há to, tránh cái mũi chạm trước môi, phải không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến nụ hôn ngọt ngào này. Và những nhà nhiếp ảnh gia của chúng ta đã rồi ạ, những chiếc smartphone đời mới nhất từ năm 2001 của quý vị còn ghét ra rồi, hãy lôi ngay ra khỏi túi quần đang ấm áp nóng hổi của mình để dính lại một kiểu ảnh thật tuyệt vời giữa nụ hôn ngọt ngào chú rể Quang Lập và cô dâu Nguyễn Ngọc ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy nhìn thẳng vào cô dâu đi ạ. Cô dâu nhìn thẳng vào chú rể nhá, tránh tình trạng mắt của cô dâu chú rể nhìn lệch sang hàng xóm nụ hôn lại sang nhà hàng xóm lại không phải hôn nữa đấy ạ. Được chưa? Quý vị sẵn sàng chưa? Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Cho cái gật đầu xem nào. Được rồi ạ, cô dâu ạ, đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, Khánh Du sẽ đếm từ 1 tới 3 và chúng ta sẽ cùng chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của chú rể và cô dâu. Chuẩn bị ạ. 1 2 Vâng, từ từ đã chú rể ạ. Sao cứ vội thế nhỉ? Chưa tới 3 mà chú rể đã chầm chầm cái môi gần cô dâu rồi. Bây giờ nhá, ta đếm lại nhá, chú rể nhá. Chuẩn bị ạ. 3 2 1 xin lỗi ạ. Vâng ạ, những tràng vỗ tay của quý vị con khách ơi ạ. Một tràng pháo tay thật to đúng không ạ? Dịu hơn ạ. Chúng ta để quý vị con khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được nhìn thấy cô dâu và chú rể dành cho nhau một nụ hôn rất ngọt.